Mến chào quý anh chị và các bạn đến với video mới nhất của kênh nhé. Kính chúc quý anh chị và các bạn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công trong cuộc sống. Sau đây hãy cùng kênh tìm hiểu về tử vi trọn đời nữ mạng, tuổi quý sửu sinh năm 1973. Trước khi vào nội dung chính, các bạn và quý anh chị đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để cập nhật những video mới nhất từ kênh nhé. Nữ mạng Quý Sửu cung tốn mạng tan đố mộc tức cây dâu xương con trâu tướng tinh con cua biển bà cũ thiên quyền nữ độ mạng về tổng quan quý sửu số cô như là tan đó mạng mọc cuộc đời ít lo mùa thu xin lỗi khó khăn cuộc đời gian khổ phải lo tháng ngày mùa xuân sẽ mới vui tươi thanh nhàn sung sướng cuộc đời lên hương số cô thở nhỏ gian nan tưởng đâu đã chết ngày nay đâu còn nhưng nhà nhờ đức ông cha ngày nay an hưởng cuộc đời ấm no số này tự lập một mình tha phương cầu thực gia môn an hòa họ hàng thân thích chẳng trong cũng như giá lạnh đem đông điêu tàn lúc nhỏ chẳng đặng an nhàn trở về hậu vận gia đình vui tươi về cuộc sống Quý sửu chỉ thuận vào mùa đông Cuộc đời năm tháng đầy dẫy những lo âu Nhưng cứ mỗi năm đúng vào mùa đông Thì lại có nhiều hay đẹp tình cảm vượng phát Suốt cuộc đời chỉ thuận vào mùa đông mà thôi Cuộc sống quá nhiều khe khắc vào tiền vận Trung vận vẫn còn nhiều lao đao Hậu vận thì được an nhàn và nắm vững tài lộc. Cuộc đời có nhiều tươi vui về hậu vận tuổi quý sửu có nhiều đổ vỡ về công danh và sự nghiệp hậu vận mới được an nhàn về tình duyên về tình duyên tuổi quý sửu chia ra làm ba giai đoạn như sau nếu sinh vào những tháng này thì cuộc đời có ba lần thay đổi về tình duyên và hạnh phúc đó là sinh vào những tháng tháng 3, tháng 7 và tháng 12 âm lịch nếu sinh vào những tháng này thì cuộc đời bạn có hai lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Đó là bạn sinh vào tháng 4, tháng 5, tháng 8 và tháng 11 âm lịch. Nếu sinh vào những tháng này thì cuộc đời bạn được hưởng hạnh phúc trọn vẹn, không có thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Đó là bạn sinh vào những tháng tháng 1, tháng 2, tháng 6, tháng 9 và tháng 10 âm lịch. Đây là những diễn tiến về vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Bạn nên căn theo đó mà quyết định cho cuộc đời của mình về vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Về gia đạo công danh Phần gia đạo được êm ấm và hoàn toàn hạnh phúc. Công danh nếu có thì được lên cao về thời trung vận, hậu vận trở lại bình thường. Không có đường công danh thì thay vào đường sự nghiệp, tiền tài. Nhưng tất cả đều chỉ có thể tốt đẹp được hoàn toàn kể từ lúc tuổi trung vận trở đi. Tiền bạc dư dả, cuộc sống có phần lên cao về vấn đề tiền bạc, sự nghiệp được vững chắc và không có sự đổ vỡ. Những tuổi hợp làm ăn. Trong việc làm ăn hay giao dịch tiền bạc, nên hợp tác với những tuổi này thì thắng lợi, đó là các tuổi Quý Sửu, Ất Mão và Đinh Tỵ hợp tác làm ăn hay giao dịch tiền bạc với những tuổi trên thì không sợ bị thất bại. Lựa chọn vợ chồng Việc lựa chọn lương duyên và xây dựng hạnh phúc, sự giàu sang phú quý đó là các tuổi quý sửu, ất mão, đinh tỵ, kỷ mùi, tân dậu, tân hợi. Những tuổi này rất hợp với tuổi bạn về tình duyên và hợp luôn cả về tài lộc. Nếu kết hôn với những tuổi này, thì chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi đó là các tuổi bính thìn mậu ngọ nhâm tý những tuổi này chỉ hợp với tuổi bạn về vấn đề tình duyên mà lại không hợp về đường tài lộc đây là những tuổi rất khắc kỵ với tuổi bạn trên mọi lĩnh vực nếu bạn kết duyên với những tuổi này thì cuộc sống trở nên khó khăn có thể nghèo khổ suốt đời đó là bạn kết duyên với những tuổi giáp dần canh thân bính dần những tuổi này không hợp với tuổi bạn về tình duyên cũng như về tiền bạc. Những năm này kỵ tuổi kết hôn thì chịu cảnh xa vắng luôn luôn đó là những năm vào số tuổi 21, 23, 27, 33, 35, 39. Sinh vào những tháng này thì cuộc đời của bạn sẽ có nhiều chồng hoặc bị gặp nhiều khó khăn trong việc lập gia đình. Đó là bạn sinh vào những tháng tháng 4, tháng 5, tháng 7 và tháng 11 âm lịch. Những tuổi đại kỵ Những tuổi này rất đại kỵ với tuổi bạn. Không nên kết duyên hay làm ăn sẽ sinh ra cảnh tuyệt mạng hay biệt ly giữa cuộc đời. Đó là các tuổi nhâm tức, canh tức. Nếu gặp tuổi kỵ trong vấn đề tình duyên mà đã lỡ thương nhau từ trước rồi mới biết, thì nên ăn ở với nhau một cách âm thầm, kỹ nhất là việc làm lễ thành hôn hoặc ra mắt bà con thân tộc một cách linh đình. Trong sự làm ăn nếu gặp phải tuổi kỳ thì nên tránh. Đừng nên hùng hợp hoặc hợp tác làm ăn có thể bị thất bại bất ngờ. Trong gia đình hoặc bà con thân tộc mà gặp tuổi kỳ thì phải coi sao hẹn từng năm của mỗi người để cùng sao hẹn thì mới tránh khỏi được sự khắc kỳ và mới có thể ở gần nhau được những năm khó khăn nhất Tuổi quý sửu có những năm khó khăn nhất là những năm ở vào số tuổi 24, 17, 31 và 43 tuổi. Những năm này làm ăn không được khá, có nhiều sự trắc trở và khó khăn. Ngày giờ xuất hành hợp nhất Tuổi quý sửu thuận nhất hành vào giờ chẳng, tháng chẳng và ngày lẻ thì tốt. Làm ăn giao dịch tiền bạc không sợ bị thất bại, sự xuất hành theo như trên áp dụng cho suốt cuộc đời. Những diễn tiến từng năm Từ 20 đến 25 tuổi, thời gian này được tốt đẹp về phần công danh và sự nghiệp, phần tài lộc và tình cảm có phần yếu kém, nên lo cho bản thân, không nên nghe lời kẻ khác mà tình cảm bị lợi dụng, quan uổng. Từ 26 đến 30 tuổi, thời gian này có nhiều dịp tốt trong việc làm ăn, hay có quạnh tài vào những năm này, số có phát triển về tiền bạc, cuộc sống có nhiều sung túc. Từ 31 đến 35 tuổi, thời gian này cũng có nhiều may mắn trong việc làm ăn, vấn đề tình cảm có thể bị sức mẻ. Nên sáng suốt, đừng nên gây xáo trộn trong gia đình, cuộc sống không được nhiều hy vọng giàu sang trong những năm này. Từ 36 đến 40 tuổi, những năm này, bạn nên cẩn thận về tiền bạc. Nếu càng làm ăn hay giao dịch về tiền bạc, thì nên lựa những tuổi hợp với tuổi mình như đã nói ở phần trên, thì mới thâu đọt được nhiều kết quả tốt đẹp. Ngoài ra, hợp tác làm ăn hay giao dịch tiền bạc với những kẻ khác, thì có thể sẽ phải mang lấy sự thất bại não nề, làm cho cuộc sống trở nên khó khăn, có thể liên quan đến sự nghiệp và cuộc đời của những năm trong tương lai và những năm trở về sau từ 41 đến 45 tuổi. Thời gian này có phước lộc, việc làm ăn được nhiều tốt đẹp và chắc chắn. Số có của cải hay tạo được nhiều tốt đẹp trong thời gian này. Từ 46 đến 50 tuổi, thời gian này có nhiều hay đẹp về phần tài lộc, khá tốt trong việc làm ăn cũng như về tình cảm, gia đình. Có đem lại nhiều kết quả về tiền bạc cũng như về cuộc sống. Từ 51 đến 53 tuổi, Thời gian này yên tịnh, cuộc sống đầy đủ, gia đình sung túc và yên vui, phần con cái có thể được phát triển về danh vọng. Từ 54 đến 60 tuổi 54 tuổi cẩn thận trong việc giao dịch tiền bạc, kỵ đi xa trong năm này. 55 tuổi, bốn mạng khá tốt, việc làm ăn được phát triển mạnh. 56 và 57 tuổi, hai năm này bốn mạng hơi xấu, nhất là vào những tháng, tháng 4 và tháng 9 năm 56 tuổi và tháng 6 và tháng 10. 57 tuổi, hai năm này phần con cái có nhiều may mắn hơn. Năm 58 và 59 tuổi, hai năm này không nên giao dịch về tiền bạc, cần có sự giúp đỡ của gia đình, thân tộc, việc làm ăn mới có cơ hội tốt. Năm 60 tuổi, năm này quá xấu cho bổ mạng, hãy cẩn thận vào những tháng tháng 2, tháng 4, tháng 7, tháng 9 và tháng 11 âm lịch kỹ xuất hành, đi xa hay giao dịch trong năm này. Cảm ơn tất cả các bạn và quý anh chị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video hữu ích, quý anh chị và các bạn đừng tiếc like, comment và chia sẻ cho bạn bè cùng xem nhé. Đồng thời đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Xin kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn. Xin chào.